Vâng, Xuân Ngọc xin mến chào tới toàn thể các anh chị em và những người bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Ngọc của mình. Nếu các bạn quan tâm về cái chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà thì vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không phải bỏ lỡ những các video mới trên kênh xe máy Xuân Ngọc của mình. Video ngắn hôm nay mình xin chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình biết được cái nguyên lý hoạt động cái màu dây chuẩn của cái mạch điện đèn xanh nhan trên những cái dòng xe Jupiter Gravita hay là xe Jupiter MX như thế này, để cho anh em và những người bạn ta tiện tham khảo mỗi khi anh em và những người bạn ta đang gặp trục trặc về cái vấn đề điện đèn xanh nhan. Thì đây là cái rơ lia xanh nhan trên những cái dòng xe Jupiter Gravita hay là xe Jupiter MX như thế này. Thì anh em và các bạn lưu ý giúp cho mình, cái rơ lia xanh nhan này thì nó sẽ có hai dây. Cái dây màu nâu này là cái dây điện dương nguồn được cấp điện sau ổ khóa vào trong cho rơ lia xanh nhan hoạt động. Còn cái dây màu nâu trắng này là cái dây cấp điện nguồn dương lên cho công tắc điện đèn xanh nhan bên tay cầm trái xe của anh em và các bạn. Mỗi khi anh em và bạn ta bật công tắc điện đèn xanh nhan trái hoặc phải thì cái rơ lia xanh nhan nó sẽ hoạt động để cho bóng đèn điện xanh nhan trái hoặc phải sáng lên để cho anh em và các bạn ta an toàn khi lưu thông xe ở trên đường. Khi anh em và các bạn ta bật xanh nhan rẽ trái thì nó sẽ cấp ra một cái dây màu nâu. Đây anh em bạn lưu ý giúp mình nhé. Đây cái dây màu nâu là nó sẽ cấp ra điện đèn xanh nhan trái trước và sau khi anh em và các bạn ta xanh đường rẽ trái. Đấy, khi nếu tình trạng mà bóng điện đèn xanh nhan không sáng thì ta sẽ kiểm tra bóng hoặc kiểm tra cái dây màu nâu. Mát của tất cả các bóng đèn điện đèn xanh nhan thì nó đã nối chung với hệ thống rồi. Khi anh em và những người bạn ta bật công tắc điện đèn xanh nhan phải thì nó sẽ cấp ra bằng một cái dây màu xanh mát cả bóng điện đèn xanh nhan trước và sau bên tay phải xe của anh em và các bạn ta sáng lên. Thì nếu như tình trạng mà khi anh em và các bạn ta bật công tắc điện đèn xanh nhan phải mà không sáng thì ta sẽ kiểm tra bóng và kiểm tra cái dây điện màu xanh mát cấp ra cho điện đèn xanh nhan phải. Và tiện thế anh em và những người bạn ta sẽ kiểm tra luôn công tắc đèn xanh nhan. Nếu như gặp cái tình trạng mà trục trặc về cái vấn đề điện đèn xanh nhan thì bước đầu tiên anh em và những người bạn ta sẽ phải kiểm tra rơ lia xanh nhan và kiểm tra công tắc xanh nhan và kiểm tra bóng đèn. Những các cái video thực tế hay cách làm đơn giản như thế này của mình hy vọng là có thể giúp cho anh em và những người bạn hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy của mình ngay tại nhà. Thì anh em và những người bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các cái video mới trong kênh. Xuân Hợp cũng xin chúc cho anh em và những người bạn luôn thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.